Chào các bác nha, sau đây em xin hướng dẫn các bác các bước đảo chiều driver H2758AC2 bus của Serco Driver. Đầu tiên các bác ấn phím N, chọn M, tăng lên tham số 19, ấn Enter bằng 1, ta đổi về 0, Enter M, tôi ấn Enter, xong tôi ấn phím lên và giữ phím này. Bây giờ về E, Finish. Vậy là xong các bước đảo chiều. Ta chọn phím Enter. OK bằng 0 nhé, lưu ấy. Rồi, bây giờ ta đảo lại bằng 1. Enter, ấn phím M. Enter, ấn phím lên. Giữ trong vòng Finish. Rồi, OK. Okay.